Rồi mình chào tất cả các bạn đã đến với kênh của mình nha. Thì hôm nay mình chia sẻ cho các bạn cái một trường hợp không đáng tiếc như bên mình các bạn. Cái bọn lươn mình, bọn lươn này nó bữa hổm mình thả 250 nữa các bạn. Và bây giờ nó đang bị tình trạng là hôm bữa mình cho nó ăn đôn mồi nhiều quá các bạn. Nó bị xảy ra giống như là nó bị sốc mồi và nó chết các bạn. Thì riêng biệt cái bọn này là 250 con đó, thì mình mới đun mồi có hai bữa thì giờ hiện tại thì nó đang bị chết cũng lây gan các bạn. Thì bọn lươn này thì tầm khoảng 5 tháng các bạn. Thì đây có con lươn nó chết, không ra nó chết khoảng mười mấy con các bạn. Thì bữa nay cái này nó cũng chết nữa các bạn, mình mới vừa thay nước xong nè các bạn. Nè đây các bạn, ngừng khoảng tầm khoảng 5 tháng là con mới lớn đó các bạn. Các bạn lưu ý là đừng có cho lươn mình ăn nhiều quá, phiên các bạn thì đừng có cho lươn mình ăn nhiều quá, ăn vừa thôi nha các bạn. Thì cái bồn lươn ví dụ các bạn thì ăn nửa ký thì các bạn cho ăn đúng nửa ký, còn mà các bạn muốn lên mồi thì lên từ từ, không nên mà lên gấp. Tại vì mình hôm bữa cũng mồi mình nó nhiều các bạn, dạo này mồi mình nhiều quá rồi mình thấy nó ăn. Thì cũng như mình chia sẻ cái video này cho những bạn nào mà mới tập cái lươn để mấy bạn biết để cách để mà hạn chế cho lươn mình ăn nha. Còn các bạn muốn tăng mồi lươn mình lên dần thì lên tăng từ từ nha các bạn, đừng có tăng ập. Và tránh trường hợp các bạn cho ăn lươn ăn dư mồi các bạn để qua đêm nha. Thì dư mồi thì các bạn lấy ra hết. Đó, vậy mà bên mình nuôi cũng đã được 4 năm vụ nha các bạn, nhưng mà cũng bị cái trường hợp này không đáng tiếc nha các bạn. Con lươn này ra cho các bạn xem, con lươn này cũng bự lắm rồi các bạn. Đó, đây để bắt luôn rồi cho các bạn xem. Các bạn nó ăn no mồi nè các bạn, nó bị chết hổng ra là khoảng bữa nay nữa cũng khoảng gần 20 con nè các bạn. Thì hôm bữa thì mình lý do mình đun mồi nè, thì các bạn phi các bạn thì đừng có làm đun mồi cho lươn mình quá nha các bạn. Thì cho ăn vừa phải là đúng mức thì nó rất ok, còn các bạn cho ăn đun mồi lên thì rất là nguy hiểm. Tại vì cái này cũng vào mùa lạnh nha các bạn, cho nên hạn chế lươn ăn. Thì mình chia sẻ cho các bạn để mà các bạn rút kinh nghiệm áp dụng, không nên thấy mình lươn mình ăn mạnh mà cứ mà đun mồi vô hoài các bạn, lươn sẽ rất nguy hiểm, cho nên các bạn cần lưu ý cái này vấn đề này đó. Thì bồn lươn 4 tháng mấy 5 tháng của mình các bạn mà nó mới lớn rồi các bạn đó. Có nhầm con hôm bữa mấy con lươn trước đó các bạn, nó có thể được 200g đó các bạn. Nó ăn nhiều quá, mấy con bự nó sốc mồi nó chết trước đó các bạn, con bự nó ham ăn đó các bạn. Đó thì mình mới bị trường hợp này lần đầu tiên, thì mình mới quay rồi chia sẻ cho các bạn liền để các bạn khỏi bị giống như bên mình. Đó, bị như mình trường hợp không đáng tiếc các bạn, nếu nó bị kiểu này thì nó chết lây gai hoài đó các bạn. Đó, không thể nào mà mình chỉ được các bạn, thì có cách là mình sẽ bám thôi các bạn chứ không có để. Thì mình cũng gắt hên, mình cũng có bị một bồn thôi các bạn, mình không có bị nhiều tại mình mua 6-7 bồn nè. 6-7 bồn nhưng mà mấy bồn kia thì vô lỗi hết các bạn. Thì cái bồn này mình thả sau nhất nè. Cái bồn mình thả sau nhất mà được tầm gần 5 tháng mà nó bị nè các bạn. Đó, mới bị bữa nay nữa là cái tuần lễ rồi. Thì hôm bữa mình bị cái này cái tuần để thì mình không có cho nó ăn nữa các bạn, mình tạm ngưng cho nó ăn khoảng cái tuần nay rồi, cho nên mình để mình theo dõi để theo dõi coi nó có cách khắc phục không, hoặc là nó có bị nữa không, hay là nó bị tạm ngưng, hay là nó bị chết hoài các bạn. Nếu mà 2 ngày nữa mà nó chết hoài thì mình sẽ bán nha các bạn, mình sẽ bán nó đây, bán cho người ta mua các bạn. Để chứ mình để lại mình cũng cứu nó không được. Đó thì cái video này rất quan trọng cho những người mà mới nuôi lươn cũng như mới khởi nghiệp lần đầu các bạn. Thì tránh trường hợp các bạn đừng cho mà lươn nó ăn nhiều quá, tránh trường hợp nó bị bội thực và nó ăn không tiêu như bên mình nè, nó chết sẽ nó chết lây gai đó các bạn. Đó thì để mình kiểm tra thêm coi còn có những con nào nữa không các bạn.
mình kiểm tra thêm các bạn ơi, để nó nằm chết, nó nằm chết nhầm con thì cái bị cái loại này nó bị nó bị chết là luôn, nó bò lên theo ba cái bề mặt này các bạn, bề mặt cái bắp này các bạn, và hoặc là lên mấy cái chỗ mà cái dĩ thức ăn của mình cho nó ăn thường ngày đó, rồi nó nằm nó chết đó đó. Rồi và các bạn lưu ý là bạn moi thấy mấy cái góc này các bạn kiếp nè, nó thường xuyên nó bị lên cái mấy cái góc này các bạn, nó trường lên cái mấy chỗ mà khô quá nó chết các bạn. Mình kiếm nó còn con nào nữa không, thì qua mình mới vớt, mình qua bắt rồi, mới con này mình mới bắt con hồi nãy các bạn, sáng thì mình không gặp mà giờ này mình mới gặp nó, mới bò lên. Hôm qua thì 3-4 con thì mình cộng lại cũng khoảng mười mấy con nữa các bạn, thì sáng giờ thì mình mới kiểm tra, hồi nãy mình mới thay nước xong không gặp, mà cái này mình mới gặp nó bò lên đó các bạn. Thì mình cũng đang xử lý nó các bạn, mình cũng đang xử lý coi nó có cách khắc phục không các bạn, để lên cái góc cao cho nó các bạn. Thường thường nó mấy lần bị nó ưa chui lên mấy cái góc cao nó nằm nha các bạn. Bự bự thì mình, những cái nào bự thì nó sẽ bò lên đây nè, nắng trái các bạn. Rồi các bạn nào mà xem được cái video này nhớ chia sẻ nha, video cho tất cả mọi người biết để tránh trường hợp như giống như bên mình các bạn. Ý y các bạn, ý y cho luôn ăn nhiều mau lớn các bạn, rất là sai lầm các bạn đó, thì mình chia sẻ cho các bạn kịp thời để các bạn mà tránh trường hợp như bên mình, để mà bị rồi thì rất là khó chịu các bạn, hên lắm mới chịu được nha các bạn. Cái này không gặp nữa các bạn ơi, thì mình để khoảng theo dõi khoảng 2 ngày hoặc 3 ngày coi các bạn, thêm nó còn bị lai gai nữa không các bạn, nếu bị nữa thì bán nha các bạn, chứ để không được nha các bạn, để thì nó bị tình trạng như hoài luôn các bạn ơi, chết như hoài đó. Thì cái bồn này nó bồn lương mình thả sao nè, bồn này có 250 cho con nè các bạn đó. Cái này là tình trạng mình cho nó lương nó ăn nhiều quá nên nó sốc mồi rồi nó bị đường ruột nó không tiêu đó các bạn, bị sốc mồi, thường mình nói là bị sốc mồi đó các bạn. Thì mình bị cũng gần cái tuần lễ rồi các bạn, phát hiện gần cái tuần lễ rồi, những con mà bữa hổm nó chết nó bị nằm dưới đáy các bạn, nó bị phân hủy đó các bạn, nó bị có mồ hôi thối, với lại lương nó bị tình trạng gì thì các bạn dễ biết lắm, nó sẽ không có ăn các bạn, là những lợ cái mà cái dĩ mà dĩ nào mình cho nó ăn nè, nó không có lợ đó, hai bên cái dĩ này là nó im gu luôn đó. Thường ngày thì các bạn biết đó, mình thường ngày mình cho lương ăn thì trong mỗi bữa chiều thì mình cứ cầu bún như làm các bạn, là lương lợ tất cả lợ hết trơn gom rồi các bạn, nhưng mà hiện tại bây giờ thì cái bọn này nó bị nó ăn tình trạng bị nó ăn bị sốc mồi dư mồi quá các bạn, rồi nó sẽ bị lương chết đó. Rồi các bạn chú ý nha, cái lỗ đó, con lương nào mà chết bị phân hủy á, nó nằm ở chỗ cái dĩ ăn đó là nó sẽ thúi cho đó, là sẽ lương nó sẽ không đỡ ăn và nó sẽ chết từ từ các bạn, nó lây cho những con khác xung quanh đó, thì cái bồn này nó không có ăn nữa, là mình cũng tạm ngừng cho nó ăn hơn cái tuần lễ rồi, thì mình đang cách xử lý nó, nếu được thì mình để lại, còn nó không được thì mình bán luôn nha các bạn, chứ mình nghĩ là chắc mình nghĩ là không được nha các bạn, tại vì lương mà một khi mà được suôn sẻ thì nó sẽ lớn nhanh lắm, còn một khi mà nó bị thì bạn biết rồi đó. Thì những anh em nào trong nghề á, thì bị như vậy thì thường là phải bán thôi nha các bạn, thì lương mình như vậy thì mình cũng bán được, nhưng mà bán thì giá nó bị gì thì bán được không giá cao các bạn, tầm trong ngoài các bạn ơi. Thì mình có bị có một bồn mà, thì rút kinh nghiệm cho mình cũng như cho tất cả anh em mình, là mình cũng chia sẻ cho những người khác cũng biết nha các bạn, để mà phòng ngừa, để tránh trường hợp mà nó bị không đáng tiếc như mình đó, thì cho các bạn hiểu và có kinh nghiệm để đừng có bị như mình, để cho ăn lương thì vừa đủ thôi, là mình nói là mà nói lần nữa cho các bạn hiểu, cho ăn lương thì đủ, đừng có ăn nhiều quá như mình bên mình hiện tại là
mình đun mồi 2 ngày 3 ngày là lươn nó bị gãy luôn các bạn. Đó, trường hợp như vậy đó thì mình nuôi cũng mấy vụ rồi nhưng mà không bị. Có bữa cái bồn này là mình để y nè các bạn. Mình để y nó mới thả, với lại mà mình nghĩ là khô lươn nó cũng không được bự gì các bạn. Mà không ngờ nó bị gãy, nó bị mình phát hiện lươn mình nó mới lớn mà nó bự vậy các bạn. Đó. Thì mình nghĩ là những cái video này ra rất là thích hợp cho những người mà mới nuôi lươn, là cho những người mà để mà biết, để áp dụng, để mà không bị trường hợp như bên mình nghe các bạn. Đó. Thì mình nuôi mấy vụ rồi không có bị, nhưng mà cái có lần này thì bị nè. Tại cái bồn lươn này mình thả sao hết mà sao nó bị nè các bạn. Còn những cái bồn lươn trước thì mình cũng như là ví dụ mình cho ăn mình có căng mức độ hết rồi. Còn cái bồn lươn này sau chót nè, cũng như là mình dồn những cái mồi mà dư có mấy con lươn kia đó rồi mình để vô cho nó hưởng cội nè. Ai ngờ đâu giờ nó hưởng luôn nè các bạn. Đó, thì mình chia sẻ cho các bạn được như vậy đó. Các bạn hiểu và các bạn áp dụng cho bên mình nha. Nhớ đừng có cho ăn nhiều quá. Đó, thì cái video này mình xin tạm ngừng các bạn. Thì cũng hơi lương nó bị gì thì cũng hơi buồn các bạn. Đó, thì mình cũng chia sẻ cho các bạn biết để kịp thời các bạn ngừa cho bồn lươn của mình. Thôi, hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau nha. Các bạn muốn hỏi gì thêm thì các bạn hãy bình luận phía dưới cho mình để mình trả lời cho các bạn.